trước khi qua Thụy Sĩ thì mình có làm những clip nhỏ về đoạn đường từ Sài Gòn về Bến Tre để kỷ niệm mình, vì mình biết chắc một điều mình sẽ nhớ Việt Nam và nhớ Bến Tre lắm. Thì trong cái chuyến đi này thì tụi mình đã đi bằng xe gắn máy để về quê, còn đi một số nơi khác nó trong hẻo lánh, cái đường nó nhỏ thì đi xe gắn máy nó sẽ tiện hơn và có bạn cọp tham gia. Thì bạn cọp trong cái chuyến đi bạn ấy rất là ngoan, nằm im. Thực sự bạn cũng là một trong những người mà để lại nhớ nhiều nhất ở Việt Nam. Thì thông thường về từ Sài Gòn về Bến Tre tầm khoảng 3 tiếng rưỡi, nhưng mà mới đây mình đã tới cầu Rạch Miễu rồi. Xem cầu Rạch Miễu là mình nhớ đến cái mùi thức ăn cho heo. Thì ở ngay chỗ dưới cái chân cầu phía bên đoạn Tiền Giang, trước khi qua tới Bến Tre, thì ở đó xung quanh khu vực đó hình như có một cái nhà máy chuyên sản xuất thức ăn cho heo. Thì cái mùi cá thơm ngào ngạt, yêu cầu lên tới ngay chân cầu và lên tới chính giữa cầu thôi là lúc đó hồi muốn nức mũi cái mùi cá. Bầu sang pha Rạch Miễu ngoe ngoại xuống Bến Tre, về cái Mương Lưu Hoài là về Sơn Đông Ba Tri. Day 2. Mới đó bà đã về tới quê rồi. Thì cái này là sang sáng ngày hôm sau, mình với con em đi chợ. Ở chợ quê mà nên là người ta nhóm rất là sớm, khoảng 4 đến 5 giờ là đã có người ra chợ rồi. Nên là mình phải dậy sớm để đi ra chợ mua được những cái đồ ăn tươi. Mà ngộ lắm, khi về quê thì mình thức dậy sớm, mình cảm giác rất là sảng khoái, có thêm năng lượng để thức dậy. Và cái đầu mình rất là nhẹ nhõm, thì thường mình ngủ rất là trễ. Còn ở trên Sài Gòn thì cũng cái thời gian ngủ đó, nhưng mà mình thức dậy lúc 7 giờ hoặc 8 giờ trễ, dậy trễ hơn tí xíu. Mà mỗi lần khi mình thức dậy thì cái đầu nó rất là nặng nề, cảm giác rất là mệt mỏi, bị giống như là bị stress. Chắc có thể là về quê thì cái không khí nó trong lành hơn, nó êm đềm hơn, mang lại cảm giác thoải mái cho tinh thần. Ôi nhớ gì đâu cái con đường này. Cái con đường có nhiều kỷ niệm lắm. Hồi cái thời mà học cấp 1, cái lúc mà học lên trường lớp 1 á, đi bộ suốt từ cái đoạn đường từ ngay khúc này nè cho tới cái trường cấp 1. Tí xíu nữa các bạn sẽ thấy cái trường cấp 1. Mà hồi đó đi không biết cái động lực ở đâu mình đi mà hay tới mức độ như vậy. Bây giờ mà cho đi bộ như vậy nữa chắc đi không nổi. Mỗi lần về quê mà khi mà đi chợ, đi qua cái cầu này gọi là cái cầu sắt,
thì mé bên tay trái đó là nhà của cô bạn thân. Cái thân tới cái thời mà từ cái thời mà học tiểu học ở Trần Tắm Mưa, đi ngang cứ ngó vô bạn xem bạn có nhà không. Nhưng mà thật sự là trong cái lúc này là bạn ấy đi dạy ở Bến Tre. Thì đến khi bạn được chuyển về trường cấp 1 ở xã thì lúc đó thì mình cũng đã đi rồi. Đó là khó có cơ hội để gặp nhau. Ngày càng lớn thì cái cơ hội gặp nhau nó là càng ít lại. Chỉ có thể nói chuyện trên Facebook hoặc là Zalo. Còn đây sắp tới ngôi trường cấp 2 đầy kỷ niệm, anh bé bên tay trái. Thì thật sự trong cái quãng đời học sinh, cái thời cấp 2 là cái thời vui nhất và để lại nhiều cái kỷ niệm đẹp nhất. Thì mãi cho đến bây giờ thì cái tình bạn của năm cấp 2 vẫn còn khăng khít. Còn đây mé bên tay phải đó là ngôi trường cấp 1. Trường cũng đã được làm mới, mà ngói đỏ, mái tường rêu phong đã biến mất. Thời mà cái thời mà tụi mình còn học thì thật sự cái trường, cái thời mà tụi mình còn học nó rất là cũ. Mặc dù như vậy nhưng mình cũng lại có rất là nhiều cái kỷ niệm đẹp ở nơi này. Đoạn đường từ nhà mình đi xuống tới chợ thì tầm khoảng 15 đến 20 phút đi bằng xe gắn máy. Thì thời xưa đi xe đạp không luôn. Mà không nhận nghĩ lại là hay thiệt. Đây, cái đoạn ngay lúc này là mình đã quanh vô chợ rồi nè. Chợ cũng đã được dời qua một cái vị trí mới, rộng hơn, thoáng hơn. Mỗi lần mình về quê thì mình đi chợ mua đủ thứ các loại bánh. Những loại bánh mà gắn bó với cái thời tuổi thơ. Chỉ cần 20.000 bánh thôi, mình đã có đủ no trong ngày rồi đó. Không cần ăn bất kỳ nấu nướng hay làm món gì thêm hết. Thiên đường bánh đã tới. Đây là bánh sùng nè, bánh rau mơ nè, chấm nước cốt dừa. Trời ơi, nó ngon bá cháy, ngon nhất nách. Rồi tiếp là bánh da lợn nè, bánh gói hay còn gọi là bánh xếp, bánh mặn, xôi gói với lại bánh phồng, món xôi thần thánh. Hồi xưa có 500 đồng lên 1.000 rồi lại 2.000. Video lần này cũng đủ dài rồi. Mình hẹn mọi người video lần tới nha. Nhớ like và đăng ký kênh giúp mình để có những cái video hay tiếp theo nữa nha. Cảm ơn cả nhà đã xem.